bé cần được chăm sóc bằng sữa tắm riêng. Sữa tắm chứa sữa và gạo Johnson's với tinh chất sữa, gạo tự nhiên và vitamin giúp dưỡng ẩm sâu và chăm sóc da mềm mịn như da bé. Sữa tắm chứa sữa và gạo dưỡng da mềm mịn tốt cho cả mẹ và bé. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhỏ To Cùng Mẹ. Chương trình được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình HTV7. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Johnson, dòng sản phẩm sữa tắm dành cho bé trên 1 tuổi, sữa tắm chứa sữa và gạo dành cho cả mẹ và bé. Tôi là Vân Trang. Còn tôi là Minh Hà, rất vui khi được gặp các chị em để chia sẻ trong chương trình Nhỏ To Cùng Mẹ ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, khi chúng ta chăm sóc một đứa trẻ thì chắc chắn đây là một điều không hề dễ dàng chút nào hết. Bởi vì đôi lúc cha mẹ lại cũng không hiểu đúng ý của bé. Chính vì vậy mà trong chương trình ngày hôm nay, chủ đề của chúng ta đó chính là cha mẹ đã hiểu như thế nào về bé của mình. Vân Trang cũng như Minh Hà xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nhau đến với mục Mẹ Có Biết. Như chị Minh Hà biết thì ngày nay người lớn của chúng ta rất là dễ dàng lựa chọn những cái sữa tắm riêng cho mình. Tuy nhiên thì đối với những em bé mà trong độ tuổi từ 1 cho tới 6 tuổi thì da của bé vẫn còn rất là nhạy cảm. Như vậy thì chúng ta có thể lựa chọn sữa tắm như thế nào cho bé? Nếu như mà chúng ta lựa chọn những cái loại sữa tắm mà không có cái xuất xứ nguồn gốc rõ ràng nè, cũng như là những cái thành phần không phù hợp với da của bé thì rất là nguy hiểm cho da của bé. Như vậy thì làm thế nào để biết sản phẩm nào là tốt nhất cho các da của bé trong độ tuổi từ 1 cho tới 6 tuổi? Thì trong một nghiên cứu đã chỉ ra rằng là các loại sữa tắm được khuyên dùng thì phải có chiết xuất nguồn gốc rõ ràng từ thiên nhiên thì sẽ tốt hơn cho da bé. Như là phải có các tinh chất chiết xuất từ gạo, có chứa vitamin A, vitamin E, vitamin B và một số khoáng chất sẽ giúp cho da của bé mềm mịn và khỏe mạnh hơn. Hoặc là chiết xuất từ sữa, có chứa protein dễ dàng thẩm thấu giúp da của bé khỏe mạnh, tự nhiên và dưỡng ẩm cho da của bé. Sữa tắm nhưng mà cũng phải có tác dụng là dưỡng ẩm nữa, và phải có vitamin cho da thì càng tốt nhiều hơn. Ngoài ra các mẹ cũng nên lựa chọn những cái loại sữa tắm cho con mà đã được kiểm tra y tế da liễu. Sản phẩm phải có độ pH trung bình là 5.5. Nếu độ pH cao thì sẽ phá hủy màng bảo vệ da, gây mất cân bằng pH và sẽ gây tổn thương da cho con. Vì vậy mà khi lựa chọn sữa tắm thì các mẹ nên lựa chọn loại sữa tắm 3.0, đó là không cay mắt, không chứa xà phòng, không chất bảo quản và chất tạo màu. Đương nhiên là song song với 3.0 thì cũng phải cần có 3 có nữa. Phải có thương hiệu nè, thương hiệu dành riêng cho tuổi của con. Phải có dưỡng ẩm, phải có các tinh chất tự nhiên và vitamin dưỡng da. Vân Trang hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì các mẹ cũng sẽ có thêm nhiều những cái thông tin hữu ích hơn để dễ dàng trong việc lựa chọn một cái loại sữa tắm nào đó phù hợp với làn da của bé con của nhà mình. Chị Minh Hà nè, quay trở lại gia đình của chị Hà đi, thật sự là em cảm thấy rất là ngưỡng mộ luôn. Mọi người thấy không, đây là một bà mẹ 4 con, không tin được luôn. Bởi vì làm sao mà có thể lấy lại dáng nhanh đến như vậy, trong khi là mình cũng phải chăm sóc con, mà những cái bé con còn nhỏ thì cực kỳ là khó khăn trong việc chăm sóc. Mỗi đứa một cái tính cách khác nhau, sở thích khác nhau, phải ăn uống khác nhau, cái sức khỏe cũng khác nhau nữa, thì làm sao chị có thể cân bằng được cái điều đó cho tất cả 4 đứa con của mình? Đối với Hà thì Hà thấy là ba mẹ nào thì cũng vất vả như nhau mà thôi. Thậm chí là Hà thấy là càng có ít con thì mình lại càng khó hơn nữa. Tại vì khi mà Hà có bé đầu tiên, thực sự là Hà cảm thấy rất stress luôn. Khi mà mình có nhiều con, giống như là kiểu là mình ngày nào mình cũng làm, như mình làm quen thuộc rồi thì mình lại thấy nó đơn giản hơn. Và khi mà có nhiều con thì các bé nó lại chơi với nhau, thì mình đỡ phải chơi với con hơn. Còn ở nhà Hà 4 đứa, mặc dù mình sẽ hơi bận một chút so với các mẹ có một con, trẻ con nó lại hợp với nhau hơn. Cho nên nó có cái khó và nó cũng có cái dễ. Nhưng mà nói chung là đã làm mẹ thì ai cũng như ai thôi. Mỗi ngày đều phải trao dồi kiến thức và phải tìm hiểu xem là con mình phát triển nó có những cái thay đổi theo mỗi độ tuổi. Và trước khi bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng gặp khách mời là một ca sĩ rất là xinh đẹp và duyên dáng, cũng là một bà mẹ một con, ca sĩ Trương Quỳnh Anh. Xin chào hai bà mẹ trẻ rất là xinh đẹp. Trời đất ơi, tôi chưa kịp mở miệng khen xin lại luôn á. Dạo này là thấy Trương Quỳnh Anh cũng thường xuyên xuất hiện trên TV nhiều hơn nè. Nhiều cái thời gian cho công việc như vậy rồi thì không biết là dành thời gian cho con như thế nào. Trương Quỳnh Anh nghĩ là mình hiểu con mình được tới ở mức độ nào? Cũng được 90%. Quan trọng là cái cách mà mình sắp xếp thời gian, sắp xếp công việc thôi. Tại vì khi mà Quỳnh Anh có gia đình rồi thì đối với Quỳnh Anh thì là gia đình và con thì lúc nào cũng là trên hết. Và Quỳnh Anh thấy cái chuyện mà hiểu về con á, đặc biệt Quỳnh Anh nhìn xung quanh á, Quỳnh Anh thấy các bà mẹ là hay là
ép con ăn quá nhiều vì sợ con bị ốm. Trong một bữa ăn là mọi người sẽ cho con mình phải chia bữa ra là cho con mình ăn đúng những cái chất dinh dưỡng, rồi là bắt đầu ăn rau củ, rồi nước ép trái cây, rồi là phải ăn trái cây. Có nghĩa là phải làm sao ép cho bé ăn thật là nhiều. Nhưng mà Vân Trang nghĩ nếu như mà mình không cho con ăn nhiều như vậy thì lỡ như con suy dinh dưỡng rồi sao, đúng không? Mà cái chuyện suy dinh dưỡng với chuyện gầy nè, đôi khi không phải từ bà mẹ nha, mà Hà thấy rất là nhiều người, tức là bị người hàng xóm nói. Tức là cứ nói là sao mà con gầy quá, sao bé sao mà cho ăn con nuôi con, sao mà con ốm. Mà Hà thấy là cái chuẩn mà ốm á nha, ví dụ là Hà theo dõi mà cái chuẩn chiều cao cân nặng cho bé mà mình suy ra với con mình là mình thấy nhìn vô là mấy cái bé đúng chuẩn là nó ốm hết trơn à. Còn cái con mắt mình nhìn á mà mình thấy là bé nó vừa là đôi khi là bé nó đã thừa cân. Mà người Việt Nam mình thì hồi xưa có lẽ là mọi người hay có cái quan niệm tức là mập thì mới là giàu sang, thì mọi người cứ thích là nuôi bé mập và nhìn thấy một cái bé mập mạp thì mới cho rằng bé mới là khỏe mạnh. Mà bây giờ thì bác sĩ lại nói là không nên để bé mập, và những cái bé mà bị mập bị dư cân á là đôi khi bé cũng bị suy dinh dưỡng, mà những cái bé mà bị béo phì mà thiếu chất thì lại càng khó chăm. Mà nhiều khi cũng có thể là con phát triển cái chiều cao trước xong rồi sau đó là mới mập lên, đúng không? Anh nghĩ là cái giải pháp tốt nhất á là thường mình sẽ ăn một ngày là 3 bữa chính, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chia nhỏ những cái bữa ăn đó ra. Lúc mà mình chia nhỏ như vậy con ăn vừa đủ no thôi thì con sẽ còn cảm thấy là đồ ăn nó rất là ngon, và con sẽ mong chờ đến cái bữa tiếp theo. Mình cho con ăn quá nhiều xong rồi mỗi lần mà tới bữa ăn một cái là con bắt đầu con cảm thấy quá chán nản, quá mệt mỏi rồi, như vậy thì cũng không nên. Nói chung mỗi bé, đối với Hà có 4 bé thì 4 bé nuôi cùng một cách, mình cho con ăn những cái món ăn mà mình muốn. Nhưng mà khi bé lớn thì mỗi bé nó sẽ bộc phát ra là nó sẽ thích những cái loại đồ ăn riêng biệt. Cái đầu tiên là mình khi mà mình thay đổi món ăn thì mình cũng sẽ biết là cái dù cái ngày hôm đó buổi trưa mình cho con ăn một cái loại món ăn con không thích. Thế là khi mà bé buổi trưa bé ăn hải sản bé không thích thì bé sẽ ăn được rất là ít. Thì buổi chiều mình sẽ bù lại bằng một cái món mà con thích ăn thì bé sẽ ăn bù lại. Ngoài ra thí dụ mà cho con ăn tập cho con ăn những cái món bé không thích thì mình có thể cho thêm những cái món tráng miệng hoặc là có thể cho bé uống thêm sữa sau khi bữa ăn. Tuy nhiên thì còn một cái vấn đề nữa mà Vân Trang nghĩ là bên cạnh cái việc ăn uống nè, rồi cái việc mà tắm gội cho bé cũng là một cái vấn đề rất là nan giải đối với các chị em phụ nữ mà mới có con lần đầu tiên luôn. Da của bé cũng rất là nhạy cảm. Thường thì Trang thấy cũng có nhiều bà mẹ là tắm luôn cái sữa tắm của mình cho con. Tại vì nó tiện lợi. Đúng mọi rồi. Người nghĩ như vậy nhưng mà anh thấy thì cũng không nên, tại vì là nổi mẩn đỏ hoặc là ngứa hoặc là nó sẽ bị dị ứng. Chưa kể là còn bị cay mắt nữa. Vì bản thân mình gội thì mình biết nhắm mắt, nhưng mà trẻ con thì nó lại không có thể nào nó nhắm mắt như là người lớn. Chị Minh Hà có những cái bí quyết nào về cái phần mà lựa sữa tắm này kia cho bé hay không? Hà thường làm ngược lại, tức là Hà tắm cùng sữa tắm với con. Theo Hà biết thì cái dầu gội đầu dành cho bé thì ít hóa chất hơn là được của người lớn. Thì khi mà mình sử dụng thì đối với các bà mẹ mà đang rụng tóc sau sanh thì mình có thể sử dụng hơn. Nó cũng tốt hơn. Có rất là nhiều loại sữa tắm cho bé trên thị trường, mà mình thì mình nên chọn những cái loại mà nó thiên nhiên một chút cho con thì nó sẽ tốt hơn. Vân Trang hy vọng là với những chia sẻ kinh nghiệm vừa rồi của mẹ Minh Hà cũng như là mẹ Trương Quỳnh Anh, thì quý vị khán giả sẽ lựa chọn cho mình phương pháp phù hợp nhất để có thể chăm sóc cho đứa trẻ nhà mình. Còn bây giờ thì xin mời hai bà mẹ của chúng ta sẽ bước vào một cái game, có nghĩa là để hiểu xem là mình hiểu con mình như thế nào. Trang sẽ phát cho mỗi người một cái bộ như thế này, nên và không nên. Bây giờ là câu hỏi đầu tiên. Khen ngợi con là cổ vũ cho con làm bất cứ việc gì mà con thích và bất cứ lúc nào, nên hay là không nên? Đây. Chà, không biết là các mẹ lựa chọn như thế nào, nhưng mà Trang thấy đúng là phải lựa chọn cả hai cái đó. Là tại vì nếu như mà chúng ta nên thì đúng là phải nên cổ vũ cho con để con có cái tinh thần để con có thể phát huy được hết cái khả năng của mình. Tại vì thường đứa trẻ nào cũng thích được khen ngợi, được động viên. Tuy nhiên thì cũng có thể là không nên, bởi vì nếu mà bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào con làm sai mà cũng cổ vũ thì thành ra nó tạo ra một cái thói quen cho bé là ôi ba mẹ nói không có thật đâu, ba mẹ nói vậy là nó không, xạo. Nhiều khi là trẻ không phải là không tin mình đâu, trẻ sẽ tin mình hoàn toàn, tại vì mình là ba mẹ mà. Mình khen trẻ xong rồi trẻ sẽ cảm thấy ôi trời mình hay quá, cái gì mình cũng hay quá. Xong rồi trẻ sẽ bị thất vọng khi mà ra ngoài trẻ làm y chang như vậy mà bị người khác chê. Hoặc có những cái mà con thích nhưng mà nó không đúng thì mình không thể nào mình cổ vũ được. Tại vì mình phải giải thích cho con là đúng con làm rồi. Như vậy là không đúng, và vì sao con không được làm như vậy, chứ không phải là lúc đó cái bé nó dậy nảy lên nó muốn làm cái mình cũng thôi con làm đi rồi như vậy là coi như bé nó sẽ nhận thức sai. Có nghĩa là cha mẹ phải luôn luôn lúc nào cũng đồng hành cùng với con, quan sát con từng chút một và nên hiểu tâm lý của con. Rồi bây giờ tới câu hỏi thứ hai nha. Có nên cho bé tự tắm hay không?
cái này cũng phải trả lời hai cái á. Cái này là phải tùy vô cái độ tuổi của bé thì mới tự tắm được. Ví dụ như bé 1 tuổi là chắc chắn, 1, 2 tuổi là không thể nào tự tắm. Với lại tự tắm là mình cũng phải giám sát bé nữa, chứ đâu có thể nào mà yên tâm để cho con một mình vô phòng tắm được đâu. Đúng rồi. Nhiều khi là trượt rồi té rồi cũng không biết kêu sao. Thôi bây giờ mình đưa hai cái là luôn đi ha. Nhưng mà nên thì Vân Trang nghĩ là vẫn nên đó chứ. Là tại vì tập cho con cái tính tự chủ, tự động á, có nghĩa là tự làm hết tất cả mọi thứ thì bé lại càng hứng thú hơn trong cái công việc của mình sau này nữa. Thì đó có nghĩa là nhiều khi là không đợi tới mình phải kêu đâu, mà bé nhà mình anh là hả, tự đến tuổi là tự yêu cầu mẹ là mẹ cho con tự tắm đi. Con tự tắm được mà. Xong rồi lúc đó là mình sẽ ở bên cạnh, mình chỉ cho con là sẽ tắm như thế nào. Đối với Hà quan sát thì bé nhà Hà 3 tuổi là có thể tự tắm rồi đó. Bắt chước được nhanh. 3 tuổi là sẽ tự tắm theo các cách mà mình tắm cho bé, tuy nhiên là tắm sạch hay không là cái chuyện Hà hồi phân giải. Nhưng mà nó đã tự, tức là bé sẽ biết là lấy xà bông ra và xức lên đầu, gội đầu như thế nào và tắm người như thế nào, và biết luôn là tắm sạch xà bông. Nhưng mà đối với đầu thì thường là mẹ kiểm tra lại thì vẫn còn xà bông. Như vậy mới thấy là trẻ con có thể làm được những cái việc mà mình không bao giờ nghĩ là bé sẽ làm được. Chứ mình có thể là để cho con thử, nhưng mà phải có sự giám sát của ba mẹ. Công nhận nha, mình anh coi mấy cái clip ở trên mạng á, mình anh thấy là những bà mẹ mà hai con á rất là cực. Trời ơi, thay đồ cho đứa này xong cái đứa kia nó quậy, xong nó tuột xuống giường, xong nó phá này phá kia, bà mẹ chạy vòng tối mặt tối mũi luôn. Hai con mới cực thì... còn bốn con là không cực. Thì bởi vì không những hai thiệt luôn á, mà bốn con là rất là cực. Hà thường tắm bốn đứa cho vô cái bồn tắm, thì bắt đầu từng đứa phải thỏa thuận ngày hôm đó là bạn nào sẽ ra trước, bạn nào sẽ ra sau. Rồi ok mới cho tắm bồn, còn không là tắm từng đứa là tắm bò cho nhanh. Thí dụ anh lớn ra trước Hà lau người xong mà để đứng ở trong toilet ngay chỗ của mình đang tắm mấy bạn kia luôn cho tự mặc đồ. Thì trong thời gian ảnh mặc đồ rất là lâu, ảnh cài nút áo thôi là đã mất cả 1-2 phút rồi, là bắt đầu trinh bạn kia ra, đâu ra xong mà cho bạn kia tiếp tục đứng mặc đồ làm một hàng vậy đó. Các bạn nó còn phải sức kem dưỡng da nữa. Tại vì các bạn nhà hàng là sức kem dưỡng da từ nhỏ cho nên quen, là ra là tự sức kem dưỡng da, cho nên là quay bên đây tắm bên đây, xong bạn kia sức kem dưỡng da cất cái chai kem lên trên kệ, xong rồi cho con sức xong đi rồi con mặc đồ đó. Là làm công nghiệp luôn, là tắm một lần bốn đứa, ra mặc đồ bốn đứa, dây chuyền công nghiệp. Xong rồi đi ra ngồi, bạn nào ra ngồi trước á thì chút nữa sẽ được thưởng. Tại vì thường là sau cái giờ ăn cơm thì các bạn sẽ được thưởng cho coi hoạt họa hoặc là coi ca nhạc khoảng nửa tiếng đồng hồ. Thì bạn nào mà nhanh thì sẽ được thưởng coi cái chương trình mà mình thích. Bây giờ là chúng ta sẽ qua cái câu thứ 3 nha. Cha mẹ có nên làm bạn của con? Chắc chắn là nên rồi đúng không? Và chắc chắn là quý vị khán giả cũng lựa chọn là nên. Tại vì nếu mà mình cứ tỏ ra mình làm ba mẹ thì mình sẽ áp đặt lên con cái, và chắc chắn các bé sẽ không thích. Các bé bắt đầu từ 3 tuổi mà biết nói thì các bé sẽ bắt đầu hỏi vì sao con phải làm cái này, vì sao con phải làm cái kia. Mình muốn dạy cho con một điều gì, mình làm bạn với con, mình chơi cùng con và mình giải thích cùng con, thì các bé sẽ dễ dàng tiếp thu hơn là cái việc là con phải ăn cái này, con phải uống cái kia, thì các bé sẽ không nghe. Tại vì các bé không hiểu tại sao mình phải làm như vậy, mà mất mới gì mình phải làm theo ba mẹ. Quỳnh Anh lúc nào cũng nói chuyện với con đó là con cứ coi mẹ như là bạn của con đi. Mà ngày nào Susie đi học về, Quỳnh Anh cũng hỏi là hôm nay trên trường con có gì vui không? Cái bạn gái mà con thích á, hôm nay sao? Tâm lý dễ sợ. Có chơi với con không? Rồi về là cũng tâm sự là hả, bạn đó vẫn thích cái hộp viết màu đó đó. Nếu mà được á, con nói này mẹ đừng la lên nha. Chứ là mẹ đừng có làm quá. Mẹ cho thì mẹ cho, còn mẹ không cho mẹ đừng có la con. Bạn nó thích cái hộp viết màu đó đó. Mẹ có thể mẹ mua cho con để con lên con tặng bạn. Trời được không? Dễ sợ. Có nghĩa là khi mà mình làm bạn với con á, có những cái điều, có nghĩa là những cái điều thầm kín của bí mật, cũng sẽ chia sẻ với mình. Đúng rồi, khi mà mình làm bạn với con á, mình nói chuyện với con thường xuyên thì bé cũng dễ dàng chia sẻ những cái điều riêng tư của bé hơn, chứ mình không nói chuyện gì với con hết. Chứ lâu lâu tự nhiên mình nhào vô mình hỏi là không sao vậy, sao vậy, đâu. Là không có trả lời, không nói, mà cũng thấy mẹ bất bình thường quá, không có chuyện gì xảy ra, sao hôm nay mẹ cha hỏi mình nhiều quá. Còn thí dụ ngày nào mình cũng trò chuyện tâm sự thì cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Và thậm chí là khi các bạn có điều gì khó nói thì cũng đi kiếm mẹ để mà nói ra. Ở cái độ tuổi mà các bé khoảng mầm non hoặc là vô lớp 1, lúc đó là các bé đang phát triển về mặt tâm sinh lý của mình rất là nhiều, thành ra luôn luôn lúc nào cha mẹ cũng phải kèm cặp sát bên, để luôn luôn lúc nào cũng phải hướng dẫn bé, để bé có thể đi theo được một cái đường. Mà muốn hiểu con đúng cách thì chắc chắn là cha mẹ cũng phải dành thời gian nhiều cho con nè, phải kiên nhẫn, kiên trì một tí xíu để làm bạn với con, và cũng đừng tránh là áp đặt con quá, đúng không? Và cũng đừng khen ngợi, cổ vũ con quá thì cái gì cũng không tốt. Chẳng hy vọng là với những thông tin chia sẻ vừa rồi thì quý vị khán giả cũng sẽ có những cái phương pháp để có thể hỗ trợ cũng như là dạy dỗ con em của mình khi mà bé đang ở độ tuổi mầm non.
Bây giờ thì chơi game xong rồi, Vân Trang sẽ chất vấn thêm hai vị khách ở đây nữa. Một cái là thật sự là mình đang rất là lo lắng cái vấn đề có những cái bà mẹ hay so sánh con mình với những cái đứa trẻ khác, so sánh con không có hay bằng cái con bé đó, học không có giỏi bằng hay là như thế nào đó, thì mọi người nghĩ như thế nào về vấn đề này? Cái này là chắc là ba mẹ nào cũng một lần mắc phải, xong rồi sau đó phải tự kiểm nghiệm lại bản thân mình. Bản thân Hà cũng rất là ghét khi mà bị tự nhiên người ta so sánh mình với người khác, là mình ghét lắm. Thì con mình nó cũng vậy. Đôi khi là thí dụ nhà Quỳnh Anh với lại nhà của Vân Trang thì chỉ có một đứa thôi, thì hay so sánh với người ngoài. Còn ở nhà Hà thì có bốn đứa, thì đôi khi mình còn so sánh đứa này với đứa kia, thí dụ như là con không ngoan bằng em hay là em không ngoan bằng anh. Thì mình thấy cái chuyện lúc mà khi mình nói ra thì mình thấy rất là bình thường, không có chuyện gì hết. Nhưng mà cái cảm nhận của một đứa bé nó lại hoàn toàn khác. Nó cảm thấy là nó không bằng anh, không bằng em, không được ba mẹ yêu thương bằng. Và cái việc so sánh đó, mình nghĩ là mình so sánh để cho bé này nó sẽ ngoan bằng bé kia. Nhưng mà không hề, khi mà nó bị so sánh rồi, nó nghĩ là bây giờ đằng nào thì mình cũng là hư rồi, không bằng rồi. Bây giờ làm hư luôn, tay hoài luôn, hư luôn, không nghe theo luôn. Theo Hà thấy thì mình không bao giờ nên so sánh con mình với lại bất cứ một người nào. Nếu mà có đưa một tấm gương thì phải đưa một cái tấm gương đó xa xôi, chẳng hạn như là một người lớn hơn hẳn luôn, hoặc là con ăn mà con ngậm đi thì mình sẽ so sánh là con thấy ba ăn có bao giờ ba ngậm đâu. Ba mà ăn mà ngậm thì ok thì ảnh ok, nhưng mà so sánh là thôi em không ngậm là tự nhiên quay qua ghét. Nhưng mà điều quan trọng á là hạn chế càng ít việc so sánh thì càng tốt. Và thay vì vậy thì khi mà con làm một cái vấn đề gì mà không đúng á, thì mình nên giải thích cho con cặn kẽ là vì sao không đúng. Thì khi con hiểu ra được vấn đề thì nó sẽ theo con đến khi con lớn luôn, và con sẽ không bao giờ làm sai nữa. Cái trí nhớ của bé nó rất là ngắn hạn, đôi khi cái việc đó nó sẽ lặp lại cái sai của nó nhiều lần, thì bắt buộc ba mẹ phải rất là kiên nhẫn khi mà giải thích cho con. Thậm chí là đôi khi mình cảm thấy là sao mẹ nói hoài con không nghe, nhưng mà đôi khi bé nó không nhớ, và cái sự thích của mình nó lên cao rồi thì bé cứ làm theo cái bản năng của mình thôi. Thì ba mẹ phải rất là kiên nhẫn và rất là bình tĩnh khi mà giải thích cho con mình. Thường thường á là Quỳnh Anh cũng hay giải thích cho con theo cách mà hệ lụy nếu như mà con nhận làm cái gì hả? Có những buổi Quỳnh Anh đi chụp hình hoặc là đi event, nhưng mà Quỳnh Anh cũng phải hỏi ý con là con có đồng ý tham gia cái chương trình đó với mẹ hay không. Đồng ý thì mới tham gia, còn không là không bao giờ dám. Và phải làm công tác tư tưởng trước, con tới đó con sẽ làm những gì. Nhưng mà khi mà mẹ nói con chụp hình mà mẹ không chụp hình thì cái chú chụp hình đó chú sẽ rất là mệt, tại vì chú phải chạy theo con hoài. Mà chú chụp hình xấu thì lên người ta sẽ chê chú, người ta đâu có biết là tại con không hợp tác đâu. Rồi chú sẽ không được nhận lương, xong rồi chú không được nhận lương thì con chú sẽ không có đồ ăn ăn, con chú sẽ không được mua bánh kẹo gì hết. Con thấy tội nghiệp không? Chỉ vì con không chịu chụp hình thôi, nhưng mà con sẽ dẫn đến rất là nhiều người phải cực khổ vì con như vậy. Con xong nghe xong cái dạ con đồng ý. Cái nghĩa là đứa trẻ nào cũng sẽ thích dịu ngọt đúng không? Mình có nghĩa là làm cho ảnh cảm thấy là ảnh rất là quan trọng. Nếu mà ảnh không làm cái việc đó thì là sẽ có rất là nhiều người chịu hậu quả. Như thế là có rất là nhiều những thông tin để các mẹ có thể học hỏi. Đây hai bà mẹ rất là dày dặn kinh nghiệm. Khi mình dạy con mà giống như mình đang đấu trí vậy đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chơi một cái game nữa nha. Trên tay Vân Trang bây giờ là một chiếc hộp bí mật, trong đó chứa một bộ kit đi tắm của bé. Nhiệm vụ của hai chị là sẽ chọn và đoán thử xem đó là cái gì. Cái gì đây? Thì chắc này là khăn tắm quá. Không biết không? Ôi khăn tắm đại đi ha. Thấy mà không biết đâu. Bỏ lên đi chị. Sai rồi. Thôi giờ người mà đốt kinh nghiệm mình không tin kinh nghiệm nha. Tin nè. Trời. Cái này là chai chai sữa tắm. Rồi bây giờ mình bỏ lên bàn thử thôi đúng không? Đọc luôn đi, có phải không? Đúng rồi. Còn cái này là cái chai gội đầu hay là cái chai lotion? Thường sữa tắm là cái chai nó hơi sần bầu. Cái na chai này chắc chai dầu gội đầu á. Rồi chai dầu gội đầu đi. Đó, thấy chưa? Đúng mà. Đúng rồi. Sờ chính cái chai bóng nữa. Dầu gội đầu. Gội đầu. Dạ, tới mình nè. Đúng rồi. Cái này đi. Cái hộp trong mình tắm thì nó sẽ có thường đi tắm thì bé làm cái gì? Đánh răng nữa. Ra đánh răng đó, chính xác rồi ta. Rồi tới chị Minh Hà. Khăn tắm. Chính xác của cái chất liệu á. Cái chất liệu phải là khăn tắm rồi đó. Hồi nãy có cái áo rồi, tôi nghĩ là sẽ là cái quần á. Đúng rồi. Ngay cái chỗ cái eo là nó thun thun nè. Đúng rồi. Ôi, cái quần. Rồi. Cái này dễ nè, bàn chải đánh răng. Chai này đi. Lắc qua lắc lại coi. Ừ, nó là dạng nước.
là dạng như là nước hoa cho bé đó. Tại vì Johnson cũng có một cái loại nước hoa cho bé sau khi tắm xong á, nó rất là dịu nhẹ cho da mà nó làm cho thơm thơm á. Trời ơi, lựa đúng rồi đi, nước hoa. Chính xác luôn, còn một món nữa thôi. Còn một món nữa thôi. Còn cái này là ở nhà chắc là hồi ở nhà mấy bé hay xài đó, đó là sữa tắm có dầu gội đầu, nước hoa, kem đánh răng, bây giờ chỉ cần lotion thôi thì đó, dưỡng dưỡng da. Dưỡng da, đúng luôn. Ờ, chính xác luôn, kem dưỡng. Mẹ bé xài được, mẹ xài được luôn. Vậy là hình như là mọi người đoán đúng hết, chỉ có chị Bella đó. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nói đến chuyện chăm con ăn là không thể nào nói quên cái chuyện là chăm con ốm. Tại vì hầu như là các bé lúc nào cũng phải trải qua một vài bệnh trong năm. Không biết là Trang với Quỳnh Anh nghĩ sao về cái việc là bây giờ nhiều mẹ mà khi mà con ốm thì cứ không có cho đi khám bác sĩ, mà ở nhà tự lên trên Google xong rồi search coi là bệnh đó chữa như thế nào, xong rồi tự chữa cho con. Thậm chí là nhiều mẹ hay đi hỏi người này hỏi người kia, ví dụ bé sốt thì bây giờ làm như thế nào, cho uống thuốc gì, rồi xin luôn cái toa thuốc mà của bà mẹ khác đang dùng cho con mình để mà cho con mình uống mà không có đi khám bác sĩ. Trên trang cá nhân của Hà cũng vậy, rất là nhiều mẹ khi mà con ốm á, mà Hà thấy cái triệu chứng là nó cũng nặng lắm luôn á. Mà nó, chị ơi em không biết là con em bị gì. Mặc dù là mình có kinh nghiệm nhưng mà cái việc chẩn đoán bệnh thì không thể nào mà qua mạng được là thứ nhất. Thứ hai, thí dụ như là đối với con mình thì với những cái bệnh đó uống những cái thuốc đó được, nhưng mà có những bé nó sẽ dị ứng với một số loại thuốc. Một số loại thuốc là nó sẽ không có tác dụng nữa. Thì với lại cái độ tuổi và cân nặng của bé thì sẽ cái liều lượng khác nhau. Thì mình không thể nào mà mình tư vấn được. Hà có một người bạn hồi lúc đó con mới có 2-3 tháng thôi, thì bé ở nhà chỉ bị ho, thì ở nhà không đưa đi bệnh viện, cứ cho uống mấy cái siro ho bình thường. Bé 2 tháng, đến lúc mà bé ho nặng quá, cái hỏi thì Hà thấy nghe bé ho, Hà nói là bây giờ phải đi khám bác sĩ liền đi. Là lúc đó hên đó là đưa vô trong bệnh viện kịp, là lúc đó bé nó đã bị xẹp phổi, xẹp nửa cái phổi luôn. Tại vì cái phổi của em bé nó rất là nhỏ, và khi mà bé bị viêm, đó là viêm tiểu phế quản á, thì cái bệnh tình nó rất là nhanh luôn. Mà khi mà bé xẹp phổi là nó nguy cơ nó tử vong là rất cao. Là khi mà đưa, may là đưa vào kịp, mà nó xẹp nửa phổi rồi đó, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Nhi Đồng là mấy tháng trời. Tưởng giống như là bác sĩ nhiều lần là nói là gia đình chuẩn bị á, mà may sao là bé nó vượt qua được. Cho nên là cái việc mà trì trễ đưa con đi khám bệnh nó nhiều khi là hậu quả nó khôn lường lắm. Cái kinh nghiệm của Trang thì thật sự là lúc mà mẹ mình có bầu xong rồi sanh bé là cái kiến thức chăm sóc con nó cũng khá là hạn hẹp. Nếu mà nói không có Google để mình tra về những cái căn bệnh hay là những cái thông tin này kia nọ để mình hiểu biết thì thật sự là cũng hơi khó. Có nghĩa là mình sẽ tìm hiểu về cái bệnh đó ở trên mạng xã hội, có thể hỏi này kia nọ thôi. Chứ thật sự nếu như mà con mình đã có cái triệu chứng rồi thì Trang nghĩ là vẫn phải đưa đi bác sĩ, vẫn phải có những cái người chuyên môn để xét xem cái tình trạng bệnh của con. Đúng rồi, có nghĩa là mình tra Google là để mình biết được cái triệu chứng đầu tiên nó phát ra là như thế nào, và mình học được cái cách sơ cứu. Tại vì nhiều khi là nó phát ra một cái mà mình không sơ cứu kịp thời. Google thì nó cũng đúng nhưng mà chỉ là một phần thôi, mình chỉ học hỏi để mà mình biết trước được, để lúc mà con bị bệnh thì mình sẽ không cảm thấy bị hoảng loạn, với lại là mình sẽ sơ cứu cho con được trước khi mà đưa đến bệnh viện. Nhưng mà chắc chắn là cũng phải tìm hiểu cái thông tin, cái nguồn đó là từ ở đâu, có tin tưởng hay không. Tại vì nhiều khi cái nguồn ở trên mạng thì nó cũng không có được chính thống. Phương Trang nghĩ là chắc chắn các bậc cha mẹ phụ huynh đều không thể nào nuôi con chỉ bằng tình thương yêu vô bờ bến của mình, mà chắc chắn là cũng phải học hỏi thêm những kiến thức, những kinh nghiệm để chăm sóc con tốt hơn, không chỉ là trong việc ăn uống nè, rồi ngủ nghỉ, mà còn phải quan tâm đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của con và cả khả năng của con, để mình luôn luôn lúc nào cũng có thể đồng hành cùng con từ nhỏ cho tới lúc con trưởng thành. Xin cảm ơn chị Trương Quỳnh Anh đã dành thời gian đến với chương trình Nhỏ To Cùng Mẹ ngày hôm nay để chia sẻ những cái thông tin rất là dễ thương xoay quanh bé Susie, con nhà chị. Chúc mừng các bạn khán giả đã trúng được voucher mua sắm là voucher trị giá 200.000 mua sắm trên tiki.vn, ngành hàng đồ chơi mẹ và bé. Danh sách các bạn được trúng giải sẽ được đăng trên fanpage Nhỏ To Cùng Mẹ. Và lưu ý là chương trình sẽ được áp dụng chỉ đến ngày 31 tháng 5 năm 2018, nên các bạn hãy nhanh tay vào fanpage nhé. Ngoài ra thì trên fanpage Nhỏ To Cùng Mẹ cũng đang có những câu hỏi về chủ đề hiểu đúng về con, thì các mẹ hãy vào chia sẻ kinh nghiệm của mình để có thể nhận được những phần quà giá trị từ Nhỏ To Cùng Mẹ nhé. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Quý vị và các bạn đừng quên khung giờ phát sóng rất quen thuộc của chương trình, đó chính là 10 giờ 45 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình HTV7. Và quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về chương trình